Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Scooter MMS 500 đỉnh cao của công nghệ xe máy hai thì có mức giá 2,8 tỷ Việt Nam đồng. Mặc dù qua từng năm tháng, các dòng xe hai thì dường như đã mất dần cái vị trí trên thị trường xe bởi cái điều luật khí thải là khắc khe hiện nay. Tuy nhiên cái sự kỳ diệu của động cơ hai thì vẫn là rất hấp dẫn với những tín đồ mê xe, đặc biệt là những người yêu thích những dòng xe máy kỳ cựu từ trước nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với cái chiếc xe máy hai thì được coi là cái sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và các công nghệ cũ cùng với Scooter MMS 500. Scooter MMS 500 là một cái chiếc mô tô thể thao. Chiếc xe được trang bị động cơ lập 4 xăng 576cc V4, sử dụng các công nghệ hiện đại như cái bộ điếm đôi xoay cái trục hiểu để giúp giảm cái chấn động. Cái kích thước của cái xi nhan nhân với hành trình rơi vào khoảng 56 x 58,5 mm. Đây là cái động cơ hai thì nhưng có thể được cung cấp hệ thống là phun sinh tử, cung cấp sức mạnh tối đa 195 mã lực, tạo ra tốc độ tối đa 310 km/h. Hệ thống ống xả kép LED điều khiển điện tử, hệ thống ống xả Anubis được làm bằng titanium khá nhẹ, cái bộ truyền động điện hộp số SAT 6 cấp, hộp số cassette, hệ thống ly hộp khô Bluetooth Display, hệ thống EQ Merchonix, cấu trúc nhôm cấp đôi T-SPA, cái điều chỉnh phạm vi bánh xe, xử lý vi phạm chiều cao một cách tự do, hệ thống treo trước có ups down từ hiệu nổi tiếng Holin, hệ thống treo sau đường có thể điều chỉnh cho cái lò xo tại trước. Bánh xe từ hiệu của Osset Racing được làm từ hợp kim mài nhề 7 inch. Cái phanh đĩa trước, phanh đĩa đôi là 320mm. Phanh của Rainbow 4bis, phanh sau đĩa đơn 218mm, phanh sau 2bis. Các bộ phận được làm bằng cái sợi carbon nhẹ, cũng như cái thùng nhiên liệu cũng được sản xuất từ cái sợi carbon, làm cho cái xe có trọng lượng rất nhẹ 127kg. Đối với Scooter MMX 500, chỉ có 99 xe được sản xuất ở trên toàn thế giới và giá của em nó rơi vào khoảng 123.000 USD, tương đương rơi vào khoảng là 2,8 tỷ Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe.